Đoàn Thiên Ân chính thức đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Vào tối ngày 1 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, đêm chung kết cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2022 đã chính thức diễn ra. Trải qua nhiều phần thi, Đoàn Thiên Ân chính thức đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Đêm chung kết Miss Grand Việt Nam quy tụ hàng loạt ngôi sao, mỹ nhân đình đám của làng giải trí Việt như Đông Nhi, Bích Phương, Mono, Hoa hậu Thùy Tiên, Lương Thùy Linh, Á hậu Kiều Loan, Ngọc Thảo. Cùng với đó là dàn khách mời đến từ quốc tế, đặc biệt là sự xuất hiện của ông Nawaz, chủ tịch Miss Grand International và bà Teresa Chavisut, phó chủ tịch Miss Grand International. Là đương kim Hoa hậu Hòa bình quốc tế, đồng thời là thành viên ban giám khảo, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên xuất hiện vô cùng lộng lẫy. Đặc biệt, phần chia sẻ của Thùy Tiên về nhiệm kỳ vừa qua khiến dân mạng vô cùng xúc động. Ngoài Thùy Tiên, ban giám khảo của đêm chung kết bao gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Hoa hậu Thùy Tiên, Á hậu Kiều Loan, siêu mẫu Minh Tú, diễn viên Anh Thư, diễn viên Minh Tiệp, nhà thiết kế Đỗ Long và giám khảo danh dự Nicholas Phạm. Mở đầu chương trình, các thí sinh đã có màn đồng diễn và hô tên. Đặc biệt, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có màn trình diễn cùng với các thí sinh trên sân khấu. Diện bộ trang phục tông vàng, tô son đỏ, trông cô nàng cực kỳ nổi bật. Cũng cần nói thêm rằng, tại vòng chung khảo diễn ra 2 ngày trước, top 50 thí sinh đã có những phần thể hiện mãn nhãn, song nhận nhiều ý kiến trái chiều về cách hô tên. Theo đó, tại chung kết hôm nay, các người đẹp đều tiết chế phần hô tên sao cho phù hợp nhất. Trong đêm thi, các thí sinh lần lượt trải qua các phần hô tên, trình diễn trang phục dạ hội, áo tắm và cuối cùng là phần thi thuyết trình về hòa bình để giám khảo lựa chọn top 5 chung cuộc. Bởi vì bạo lực ẩn sâu trong nhiều hình dạng khác nhau, không chỉ mang tính chất tương tác vật lý mà đôi khi còn là ngôn từ, thậm chí còn gây sát thương ghê gớm hơn. Từng là nạn nhân của bạo lực mạng, từ những người mà tôi chưa hề quen biết. Trải qua thời gian khó khăn đó, tôi có cái nhìn chân thật hơn về khái niệm của bạo lực. Sau đó, năm cô gái xuất sắc nhất tiếp tục trả lời ứng xử để tìm ra người chiến thắng. Tôi xin trả lời. Theo tôi thì bất kể khi chúng ta làm việc gì thì cũng có hai luồng ý kiến và việc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi chắc chắn cũng sẽ có hai luồng ý kiến và khán giả chỉ nhìn thấy được một đêm trình diễn của chúng tôi mà không nhìn thấy được cả quá trình của một cô gái. Họ đã cố gắng hết sức và đã làm được những gì, và tôi nghĩ một cô hoa hậu cần chịu đựng được sức nặng của vương miện và dùng trí tuệ và lòng nhân ái để dần dần cảm hóa khán giả. Tôi xin cảm ơn. Ban tổ chức cho biết, tiêu chí chọn tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam không chỉ ở nhan sắc quyến rũ, hình thể khỏe khoắn mà còn phải hội tụ tài năng, bản lĩnh, cá tính riêng, góp phần quảng bá hình ảnh con người, đất nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Top 10 Miss Grand Việt Nam bao gồm Đỗ Trần Tuệ Anh, Trần Tuyết Như, Ngô Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Hồng Tuyết, Trần Nguyễn Minh Thư, Bùi Lý Thiên Hương, Chu Lê Vi Anh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Đoàn Thiên Ân, Lê Minh Phượng, thí sinh được bầu chọn nhiều nhất. Theo đó, kết quả chung cuộc, Đoàn Thiên Ân Long An được gọi tên cho ngôi vị Miss Grand Việt Nam 2022. Miss Grand! Long An Đoàn Thiên Ân. Và điều đó, cô bật khóc trong khoảnh khắc nhận vương miện, hoa đăng quang từ Nguyễn Thúc Thùy Tiên.
Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, đến từ Long An. Cô có gương mặt sáng trên sân khấu, nét đẹp thanh lịch cùng chiều cao 1m75, hình thể 88,5, 66 và 98. Danh hiệu Á hậu 4 thuộc về người đẹp Ngô Thị Quỳnh Mai, thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp Trần Nguyên Minh Thư, Quảng Trị giành ngôi vị Á hậu 3. Danh hiệu Á hậu 2 và Á hậu 1 lần lượt thuộc về Trần Tuyết Như, thành phố Hồ Chí Minh và Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Lâm Đồng. Trong đêm thi lần này, Thùy Tiên đã trao lại trọng trách đại diện Việt Nam chinh chiến quốc tế cho Tân Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Được biết, Tân Hoa hậu nhận được chiếc vương miện bằng vàng 18K cùng giải thưởng 400 triệu đồng. Trong khi đó, Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3 và Á hậu 4 cũng được trao tặng vương miện và lần lượt nhận được giá trị giải thưởng là 200 triệu đồng, 150 triệu đồng và hai giải 100 triệu đồng. Sau chung kết, Tân Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sẽ chỉ có 3 ngày chuẩn bị để lên đường đến Indonesia thi Miss Grand International. Trúc chỉ, trang phục văn hóa dân tộc đẹp nhất sẽ đồng hành cùng Tân Miss Grand Việt Nam 2022 đi thi quốc tế. Ngoài Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, 4 người đẹp còn lại trong top 5 chung cuộc đều có chiếc vương miện riêng của mình. Các á hậu cũng sẽ có cơ hội đi thi quốc tế nếu như có cuộc thi phù hợp, bà Phạm Kim Dung chia sẻ. Còn bạn, bạn thấy như thế nào về Tân Hoa hậu Đoàn Thiên Ân? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi nhé! 22 đã khép lại, mở ra một hành trình mới của Tân Hoa hậu với trọng trách lan tỏa vẻ đẹp của lòng nhân ái sâu rộng hơn trong cộng đồng. Và thưa quý vị, đại diện Việt Nam sẽ chinh chiến trên đấu trường nhan sắc Miss Grand International năm nay tại Jakarta, Indonesia.